Hello mọi người, hôm nay chúng ta sẽ học về một cái chủ đề, đó là về tương lai một nha. Bắt đầu nào. Tương lai một mình sẽ ôn tập rằng trong cái tương lai một này nó sẽ có cái gì. She will try again. She will try again có nghĩa là gì? Cô ấy sẽ cố gắng lần nữa. Vậy tôi sẽ nghĩ về nó trong tháng tóm trả xong nghĩ trong tháng khóc trong tháng khóc mà là nghĩ trong tháng tóm ta. I I will will think think it it in in August 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 W August.